bấm chân ba bóp chân ba bóp chân vuốt cái mũi lên vuốt vuốt lên vuốt lên vuốt lên vuốt lên dạ mũi anh cao rồi vuốt lên vuốt lên vuốt giờ này có được đâu vừa bú vừa vuốt mới được vuốt lên này là sợ không đủ đâu không đủ đô đó à cả nhà tự nhiên là khi mà đoạn với anh Quang rồi cho con uống sữa cho hai ca ca với mùi mùi uống sữa không biết anh sao nha chứ còn em thì mọi người biết không giống như là cảm giác em bây giờ giống như là em không có ngờ được như ngày hôm nay á mình nhớ lại mấy cái ngày nào mà hai đứa còn ngại ngùng thả like cho nhau rồi hả rồi không nghĩ là mình quen nhau luôn á và cả nhà biết không Đoàn với anh Quang là quen nhau trong thôi bây giờ sẵn đây mình kể luôn tại vì có rất là nhiều cô chú anh chị và tất cả các bạn muốn biết là Đoàn với anh Quang quen nhau như thế nào mà tại sao cơ duyên gì Đoàn với anh Quang gặp nhau bây giờ Đoàn kể nha thì là quen nhau thì cái lúc đó là tại vì anh Quang thấy Đoàn cũng như là giỏi giang nè rồi đẹp trai nữa rồi anh Quang anh rất là mê có không có mê không trời trời nói giờ hả em trả lời cho mấy chị đi ai là người nhắn tin cho ai đầu tiên ai đừng nhắn tin trai đầu tiên hả thì em nhắn em nhắn tại vì em biết anh mê em cho nên em mới nhắn chứ em trời quá chưa mê mọi người quá em chưa em biết là anh Quang anh mê em mà anh ngại không nhắn cho nên lại thôi em nhắn luôn cho rồi ở đây bây giờ em kể nè không cái này em kể thiệt luôn á tự nhiên hôm nay có ca ca vui bụi á cái ngồi đây á thật sự là cái cảm xúc đến bây giờ mình vẫn còn giống như là mình đang trong mơ cả nhà tại vì cả nhà biết tình yêu của hai chàng trai mà hôm nay có hai thiên thần nhỏ nữa thì cả nhà cũng biết đó cũng là một trong những cái một cái điều mà khó có thể làm được mà cũng đã làm được rồi thì cái năm 2018 vừa đầu năm 2018 thì lúc đó là em mở cái tiệm khô gà ở dưới Long Xuyên á em mở tiệm khô gà dưới Long Xuyên á thì lúc đó là em lướt Facebook em gặp anh Quang mà thật tình là lúc đó em không có biết anh Quang là diễn viên em không có biết anh Quang là diễn viên không biết luôn á cũng thấy là cái anh này anh live stream rồi cái mặt ảnh giống như được gọi là gu á được gọi là gu á cả nhà rồi cái vô tình Đoàn bấm vô cái live stream của anh Quang Đoàn xem xong rồi cái Đoàn mới thấy là cũng đẹp trai thì em thấy mấy cái bình luận ở dưới mà nói anh Quang là đóng phim hay diễn hay thì lúc đó thì em mới biết anh Quang là diễn viên chứ cấp đầu thì em không có biết sau đó thì em mới có nghĩa là rất là mến rất là cảm tình nha rất là cảm tình nói chung là gu thì cảm tình rồi thì thật sự là lúc đó là mình có kết thiệt có kết là cái năm 2018 là có thích anh Quang rồi lúc đó em Đoàn là người chủ động nhắn tin tại vì thật sự cái tiếp người của Đoàn cũng hơi bị chảnh về tình yêu một chút xíu á là không bao giờ nhắn tin cho ai đâu mà bây còn nếu mà mình thích thì mình sẽ nhắn tin ok thì mình thích để lúc đó em mới nhắn tin cho anh Quang em mới để là hi anh trai thì không biết sao mà anh Quang anh rep được cái tin nhắn của Đoàn và Đoàn hỏi là anh có BR không BR có nghĩa là anh có nhận BA quảng cáo không thì lúc đó tại vì do là em bán khô gà mà em muốn hỏi anh Quang là có nhận quảng cáo hay không mà cái lý do quảng cáo là để cho có cái để mình làm bộ mình nói để mình bắt chuyện á cả nhà cái anh trả lời sao có cái em mới hỏi là giá nhiêu xong cái ông không trả lời luôn có nghĩa là mình nhắn tin mình hỏi hi anh trai cái ông cũng hi lại mình cái mình hỏi là anh có nhận BR không là nhận BA là quảng cáo khô gà không đó là chủ yếu mình làm bộ mình nói vậy thôi tự nhiên trả lời có không cái em để là giá nhiêu xong cái anh Quang anh im ru luôn mấy chị im ru bà ru luôn em nói là im ru mà sao lúc anh im em im là tại vì cái chị biết không em có vô cái trang em coi em thấy là bán khô gà và bán khô gà nhưng mà các chị biết bán thì bán khô gà thì em nghĩ là bán một ngày lời có bao nhiêu tiền đâu mà thật sự cái thời buổi đó mà nếu mà em mà đi tỉnh á em mà đi tỉnh nếu BA đi tỉnh mà xuống kêu live stream cùng á thì nếu mà hình ảnh không giờ em nói sơ sơ đi mình không biết mình có đi tỉnh hay không chụp hình ảnh không ít nhất là 30 triệu em mới nhận còn live stream là ít nhất là 50 triệu mà em đi tỉnh nữa giờ em đòi bao nhiêu không lẽ em đòi 80-100 triệu giờ em đòi 80-100 triệu thì em nghĩ bán khô gà thì làm sao mà đủ tiền để trả cho em được mức đó nên thôi em im
Thôi im nhưng chứ mà giờ sao lúc vậy? Đó em nghĩ anh chảnh đấy cho anh im. Có đi. Anh im là anh đi. Hay anh... là đây lúc đó em nhan sắc em còn chưa đẹp đi. Không phải không, không có, không có, có. Chứ... Bắt đầu kể từ ngày đó, năm 2018 tới 2019 tới năm 2020 tới năm 2021. Ủa năm nay là 20 mấy anh, 22 đúng không? 22. Tới năm 2021 là hồi năm rồi đó. Hồi năm rồi đó mấy chị. Không có biết cái gì, chắc cũng có thể là do mùa dịch thì cũng rảnh rỗi. Thì mọi người biết năm 2021 là cái năm vừa rồi là dịch dịch bệnh là căng mà. Mọi người cả nhà cũng biết rồi đúng không? Thì tự nhiên á, em tại vì Facebook của anh Quang á, là Đỗ Hà Chí Quang, là Facebook của anh Quang có cái tích xanh. Thì lúc đó em mới em tự nhiên không biết cái chuyện gì mà em đăng một tấm hình. Cái em thấy Đỗ Hà Chí Quang like hình của mình. Nhưng mà cái vấn đề đang nằm ở đây nè. Tại vì thường thường like hình thì ai like thì cũng 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 có thấy có không, nhưng mà quan trọng tích xanh là mình sẽ là người rất là cũng như là được nổi lên đầu á. Uống hết luôn trời. Giỏi được, chưa? Được nổi lên đầu á. Em up hình, em thấy Đỗ Hà Chí Quang mà anh Quang anh like em 3-4 lần thì em cũng thấy là ủa sao giờ này cái anh này anh like với mình hoàn toàn là trong mấy năm đó mình không có nhớ tới ổng luôn. Mà ngay cái mùa dịch anh Quang là một trong những cái người mà đi thiện nguyện rất là nhiều. Thì vô tình đoàn cũng lâu lâu đoàn có lướt gặp những cái bài anh Quang đi làm thiện nguyện. Rồi tự nhiên gặp ảnh like hình của mình nữa. Cái ngày hôm đó là anh còn nhớ cái tấm hình cuối cùng mà em với anh nhắn tin với nhau là tấm hình anh like nào. Tấm hình em đứng ngoài đồng mà mặc đồ đóng vai ông chồng đó, mặc đồ có đeo có nón nữa đó. Là em đi cắm câu. Ừ đúng rồi. Là cái lúc đó là mùa dịch em đi quay clip em cắm câu. Mùa dịch em đi quay clip em cắm câu thì em đăng cái tấm hình cắm câu, em để cái status là gì? Trai quê. Trai quê. Ờ. Em mới vừa đăng lên thôi, thả tim liền. Mà vấn đề là trong mấy năm đó anh Quang không hề có thả like hay thả tim gì vô cái bài viết của em. Mà tự nhiên ngay cái thời điểm đó 4-5 ngày liên tục luôn đều có thả tim và thả like vô bài viết của em. Không, cái đó em hỏi cái Facebook á. Trước giờ em không thấy, ít khi thấy lắm. Ít khi thấy hiện lên đó, tự nhiên cái thời gian này không, nhưng mà anh nói nhiều không đúng. Tại vì theo như em biết, nếu mà mình nói mấy cái anh chị nổi tiếng đi, ít có ai mà đi thả like dạo lắm, bởi vì đồng ý với em không? Thì đâu phải mà em với anh Quang chưa từng gặp mặt nhau, đâu phải là quen biết thân thiệt gì đâu mà tự nhiên thả like dạo. Đúng không mấy chị? Không có ai thả like mà liên quan gì mà tự nhiên 4-5 ngày liên tiếp thả like dạo. Nhưng mà nói chung á, là sau 2018 đến 2021 á, thì bản thân em thì cũng hơi dài trai một chút xíu. Là em ông này ông cứ thả like liên tục thì em mới lại một lần nữa em là người chủ động nhắn tin. Thì lúc đó em mới nhắn tin em hỏi anh Quang là hi anh khỏe không, là cũng như là cái lúc đó là em muốn thể hiện là thật sự là lúc đó là mình không có còn cái kiểu giống như là mến anh Quang hay là thích anh Quang nữa. Tại vì đối với cái năm rồi, đối với đoàn là đoàn tập trung cho công việc nhiều hơn và đoàn không có dính líu tình yêu. Và đặc biệt là trong suy nghĩ của em thì em cũng không thích quen trong showbiz. Không bao giờ thích quen trong showbiz. Tại vì lý do không thích quen trong showbiz là giống như là mà đi quay nhiều rồi, đi show nhiều rồi, không có được ở gần bên nhau á, thì em sợ những cái vấn đề trong tình cảm nó sẽ xảy ra thì mình sẽ buồn. Ô, ba đây. Ai nhắc ca ca? Ai nhắc ca ca của ba? Ai nhắc ca ca của ba? Thì xong rồi lúc đó em mới... Ủa anh đang kể tới đâu nữa em quên rồi. Tập trung công việc. Thì tập trung công việc thì nhưng mà trong cái mùa dịch đó thì giống như là em cũng muốn hỏi thăm. Tại vì thấy anh này anh thả like nhiều thì cũng muốn mình, chủ yếu là mình muốn hỏi thăm thôi. Thì tự dưng lúc đó là... Em nhớ nha, là lúc đó là khoảng 9 giờ anh hả? Tối. Lúc đó khoảng 9 giờ. Lúc đó là anh chuẩn bị ngủ luôn đó. Anh chuẩn bị ngủ. Khoảng 9 giờ thì em mới là hi anh. Là trả lời liền luôn. Giống như là đang cầm máy sẵn vậy đó. Trả lời liền. Hi em. Rồi hỏi là dạo này khỏe không? Cái em để là... Cái em mới trả lời là khỏe. Cái tự dưng mấy chị. Tự nhiên cái ông nói là gọi được không? Lúc đó cái em chưa có kịp suy nghĩ định hình được. Ủa? Mấy năm không có nói chuyện, không có quen biết, không gặp nhau ngoài luôn, mà tự nhiên mình chỉ hỏi thăm thôi, mà mới câu trước là anh ơi khỏe không, anh khỏe, em khỏe không, em khỏe, cái hỏi gọi được không. Lúc đó là em đang ở chàng thì em mới chạy tọt ra, em lấy cái áo sạch hết em mặc vô, thì em nói là ok để em chút xíu, thì em mới chạy ra sau giỏng em nằm, mà anh biết dưới quê thì mũi nữa đó, em nằm mới vừa bật cái màn hình lên á, gọi anh Quang. Bắt đầu hai người gọi mà gọi video call nha, chứ không phải là gọi bình thường nha các chị nha, gọi video call. Trong cái mùa dịch mấy chị biết trả mặt gì không? Lấy nguyên một cái áo lông á, ta chùm lên vậy, giống như mấy con cừu con dê á mấy chị, chùm lên nằm nghiêng vậy. Đó,
nhìn nghe nè anh không có chớp mắt, ý là nằm vậy, ý mình liên tưởng là gì không có, là lúc đó anh hay để mấy cái đèn diệt vi khuẩn á, anh để vậy nè, cái anh nhìn vô màn hình anh chớp, tại lúc đó cặp mắt anh quan thì rất là, mấy chị biết là cái thần sắc của ổng là cái cặp mắt ổng rất là quan trọng nè. Rồi thôi được rồi, để cái này vô ủ cho con uống khăn giấy vô, nhớ bật lên lúc thứ hai nha. Dạ thôi em giải thích cho mấy chị, trời ơi cái camera đi theo em cơ mà em giải thích cho mấy chị nha, thật sự là mấy chị không, thứ nhất là ở nhà mùa dịch buồn, thì thứ hai là em có thật là ở nhà em thích mở máy lạnh cho thật lớn em mới chùm cái áo đó, chứ không phải khi không mà tự nhiên mùa dịch mà đi chùm cái áo lông lông đó. Thứ ba thì nói thôi em nói thẳng ra như vậy nè, thì mình cũng thấy hình như là cũng có cảm tình nên kêu thứ nhất là em like có đúng người không, nói chuyện đúng người hay không, thì mình phải gọi điện nhìn thấy mặt, phải biết coi có phải cái người mình nói chuyện, tại vì Facebook thường thường là người ta hay lấy hình lung tung lắm, đích giả lung tung lắm, nên kêu gọi nói chuyện. Thì lúc mà gọi thật sự là người này thì em nói đúng rồi đó. Nhưng mà mấy chị biết không, định mệnh mà đúng á, tại vì những lúc trước mà anh chị like hình em là anh chị thấy cái bạn này là mình thấy quen quen rồi. Thứ hai là cái hình đó quá chân chất, cái hình của em lúc mà like anh thấy quá chân chất thì thấy có cái cảm tình rồi. Thì sau này cái tự nhiên hai anh khỏe không thì anh mới kêu gọi được không, anh coi có đúng người sao tự nhiên mình nói hay là cái duyên tới ta em tưởng cho là vậy đó. Nhưng mà tự nhiên đêm đó là mọi người biết Đoàn Vinh Quang nói chuyện tới mấy giờ không, nói chuyện tới khoảng 1 giờ mấy gần 2 giờ. Rồi ông này thì không biết sao mà ông vùi gì vồ dập á, mình không biết, tự nhiên cái nói gì thôi em đi ngủ, không cho em đi ngủ, là kêu em dựng cái máy đó đó, kêu em dựng cái máy đó là để đó là ngủ tới sáng luôn. Sợ ma là không, gọi gì bình thường anh nói chuyện dài đang nói chuyện dài à, là bình thường là nói chuyện với nhiều người đúng không, giống như là tôi là giống như một trong những cái người mà giống như là được tuyển chọn đúng không, như là bình thường có nói chuyện dài không, trời ơi đó đây mấy chị thấy không, tính đây kinh thế rất là dữ, thực sự không có ai nói lại đâu. Thứ nhất em nói giỡn, em nói giỡn sợ ma, thực sự một mình em ở nguyên căn nhà 4 lầu thì làm sao gọi là sợ ma, mà mùa dịch là không ai ra khỏi nhà thì đừng có nói mà cái chuyện mà nói chuyện với ai này kia. Rồi thì bây giờ đó thì bắt đầu bắt em để điện thoại đi vậy mấy chị, mà đến bây giờ luôn mình cũng không nghĩ là tại sao mình quen nhau được. Rồi cái nói chuyện ngày hôm trước ngày hôm sau đã gây lộn rồi, ngày đó nó bắt đầu ngày đó like hình xong là nói chuyện đêm đó, là bắt đầu ngày hôm sau là hỏi thăm nhau, là bắt đầu gây lộn. Mà mấy chị biết không, ngay cái thời điểm đó thật sự ra đó là em cũng không có tình cảm gì với anh Quang, cũng không có nghĩ là mình sẽ quen cái người này, tại vì thật sự là ngày xưa là thích, còn sau này thì cũng như bình thường, thì cũng như hỏi thăm nhau, thấy cái hình ảnh rất là tốt thì hỏi thăm nhau thôi. Rồi thêm một cái là nói chuyện mà nói thẳng ra là giống như cái kiểu mà muốn trên cơ đó, vậy là dễ hiểu, giống như là khó khăn gây gắt đó là em càng không quen nữa. Cô nói vậy nè, con em càng không quen nữa. Rồi bắt đầu nói chuyện ngày qua ngày xong rồi cái có chặn nhau 1-2 lần nữa. Chặn luôn. Ai là người chặn? Em chặn trước. Anh chặn trước. Anh chặn xong anh mở anh liền. Anh chặn xong anh mở liền. Mấy chị tự nhiên nói chuyện, em nói chuyện bắt đầu tức chữ lộn, mấy chị chữ lộn nhau xong cái anh Quang là người chặn em, vừa chặn xong mở liền. Mà lúc đó là chặn luôn là hai đứa là đâu có cái ca mùi đâu. Đúng không? Một cái em với Đoàn với anh Quang là nói chuyện trong mùa dịch đó là xuyên suốt luôn. Suốt luôn đúng không? Mấy tháng trời ha. Lúc đó là tại vì giãn cách là đâu có cho ở dưới quê lên Sài Gòn, ở Sài Gòn đâu được về quê đâu. Thì cái bắt đầu lần đầu gặp nhau là cái lúc đó là công ty mới mở đó, là lúc đó là ví dụ ở Đồng Tháp muốn lên á là phải đi theo xe tải nhà lên, tại vì người ta cho xe tải chở hàng đi. Và cái lúc đó là em phải đi lên đây để em song ca với chị Vĩnh Thiên Kim, có một cái đêm nhạc song ca với chị Vĩnh Thiên Kim, thì á chạy rất là vô duyên. Thì vấn đề là em đâu nghĩ là em yêu đương hay tình cảm tình yêu gì với ổng đâu, mà em đi đâu phải trình báo cho ổng. Cái tự nhiên cái em đi lên chị Vĩnh Thiên Kim xong cái hả, nói này cái này có cỡ chị Kim nghe rồi nè đó. Cái tự nhiên cái chả dặn em mới nói thở nay đi lên đây á hả, mà em không có tôn trọng anh, em không có cho anh biết, là tại vì có nghĩa là em lên tới chị Vĩnh Thiên Kim rồi, em live stream rồi, em mới nhắn tin em ngủ cũng chả là có đi ăn được hay không, hay là có gặp nhau được hay không, tại vì thông báo là lên á, bắt đầu chữ lộn tiếp, là ý là nói là tại sao lên mà không báo cho ảnh đó, bắt đầu chữ lộn tiếp, chữ bắt đầu ngày hôm sau vẫn hẹn nha.
Nghe em sao bạn nè. Và bắt đầu đó là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Bắt đầu anh Quang chạy xe đến cái chung cư đó đón Đoàn, và Đoàn lên trên xe. Lên trên xe thì Đoàn với anh Quang ngồi bên cạnh nhau, thì lúc đó mình cũng chưa có cảm tình với anh này hết. Và cái điều đầu tiên mà mình muốn gặp anh này ở ngoài coi có đẹp trai hay không, thật sự. Nhưng mà gặp ở ngoài thì đẹp trai hơn mong đợi. Không, mà em hỏi nè, cái lúc mà lần đầu tiên mà em bước lên trên xe đó, anh có bao giờ nhìn kỹ cái mặt em không hay là như thế nào? Thì nhìn đó, bình thường. Dạ. Thấy cũng đẹp. Là đẹp, đẹp như thế nào á? Ý là đẹp hơn trên hình hay là xấu trẻ hơn? Trẻ hơn, trẻ hơn mà nhìn, nhìn nói chung là nhìn, nhìn chết rồi, nhìn cái mình nghĩ chết cha mình già quá mấy chị ơi. Nói hơn, trẻ quá trời, vậy đó, chị nghĩ đâu vậy thôi. Rồi cái bắt đầu cái mùa dịch mà quán xá thì đâu có mở cửa. Nè ba nè con, quán xá thì không có mở cửa. Bắt đầu Đoàn với Quang mới chạy một vòng, mà trong lúc đó mấy chị biết là Đoàn nghĩ cái gì trong đầu không? Anh biết em nghĩ gì không? Nghĩ gì? Em nghĩ ông nội này ông chở em về nhà. Em nghĩ anh Quang chở em về nhà. Tại vì thường mấy chị biết thì cái tình cảm cái trong giấy nào cũng vậy hết. Nhiều khi tự nhiên mới quen nhau, chở nhau đi khách sạn hay là chở nhau về nhà thì mình đâu có biết được. Mà nhiều tự nhiên ABC này kia các kiểu thì tự nhiên cái bắt đầu cái đi nguyên một vòng. Đi nguyên một vòng đó, cái bắt đầu ngừng lại cái quán. Món ăn hai đứa ăn đầu tiên. À, ăn gì anh? Hoành Thánh? Sủi cảo. Ăn sủi cảo mà không có được xuống quán ăn nha. Có là mua sủi cảo xong người ta bưng cho mình hai cái tô với hai ly nước mía đi ra. Đoàn bên Quang ngồi trên chiếc xe. Ngồi chiếc xe hai đứa ngồi ăn. Hai đứa ngồi ăn và có chụp lại với nhau một tấm hình đó đến bây giờ vẫn còn. Đó, tấm hình đó đến bây giờ vẫn còn. Thì khi ăn xong thì anh này ảnh được cái là ảnh lên trên xe, anh lấy tay anh nắm tay Đoàn vậy nè. Lúc đó nắm tay Đoàn cái lâu lâu cái nói chung là nắm cái tay vậy nè, chỉ hành động cao nhất vẫn là nắm cái tay thôi nha. Cái bắt đầu cái Đoàn cũng thử lòng, ăn xong rồi Đoàn cũng thử lòng. Cái đó là em thử lòng thôi nha. Cái anh Quang hỏi giờ em muốn đi đâu nữa. Cái em nói giờ mùa dịch thì đâu, thì giờ anh chở em về nhà anh đi. Nói thôi dịp khác đi. Rồi cái mình muốn thử lòng mình đi về nhà coi biết đâu cha này có ai ở nhà hay là quen ai không. Thí dụ mình phải nắm mình rõ ngay từ đầu, không có cho về. Cái đầu đi nguyên một vòng chở em về lại chung cư là ở bên chị Bến Thiên Kim á. Rồi xong em đó em về, rồi bắt đầu em bị đau răng. Em mới lên một lần nữa chở em vô làm răng. Mà cái chỗ làm răng đó thì cái bạn bác sĩ đó rất là đẹp trai. Rất là đẹp trai. Mà cái chỗ đó thì là chỗ quen, có nghĩa là mùa dịch đó là cái chỗ làm răng này ta không có mở cửa. Nhưng mà tại vì em bị đau răng, mình quen thì người ta làm riêng cho mình. Chả chở em lại. Thì trên xe là nói là chở em lại cho em vô em làm. Ông đi quanh kia ông lấy đồ. Tự nhiên ông gặp, ngừng lại xong cái em gặp cái bạn đó quá đẹp trai. Cái ổng nói không, ổng đi lên, ổng đi theo luôn, ổng không bỏ em ở đâu, mình phải đi theo cho bằng được. Là mình thấy là cái ông này là mà em hỏi thiệt là lúc đó phải vậy không? anh em hỏi thiệt mà. Không, mới vậy, tại thật sự em nghĩ chỗ làm răng thì mình quên mất là không được mở cửa. Thì em nói là em chở tới thôi, tại vì em cũng ngại tiếp gặp những người lạ đó mấy chị biết không. Xong rồi em tới đó cái tự nhiên thấy cảm giác là ủa, tới vô cái tự nhiên vô trong cái hai người vô trong đóng cái cửa lại. Làm gì trời, mình suy nghĩ làm gì trời, nó không anh vô luôn. Mà cái đường đó không được đậu xe ngoài đường cái chị, và em quăng xe hơi ngoài đường luôn. Bỏ xe hơi ngoài đó em luôn. Không gửi xe gì hết, em đậu xe ngay ngoài đường vậy đó. Em kêu không đi lên đi không sao. Mà cái chị biết tính em cũng rất là kỹ đâu, không phải là không kỹ đâu. Thì đi đâu mà em phải hỏi chỗ đậu xe được hay không, không lại phải gửi xe. Còn đây tự nhiên không biết sao em quăng xe ngoài đường luôn. Để ngoài đường nó không, anh đi vô đi không sao đâu, không sao đâu, xe anh bao đường hết rồi. Em dám chạy em nói vậy luôn, nói chơi vậy thôi chứ. Trời ơi, mà cũng may đó, bay đi lên thì cũng ngồi cứ bên là coi làm đó, cứ bên coi làm mà thấy bạn kia cũng hơi sượng sượng đó nha. Làm thấy không có tập trung á, tại vì có người vừa quan sát á mấy chị. Ba nè cha nói chuyện lớn quá, nói chuyện nhỏ nhỏ thôi. Vậy hả? Cha nói chuyện lớn quá, con trai nè, con trai hết hồn hết vía á. Con mới uống sữa rồi mà em chưa dậy uống nè, em mê ngủ nè, em chưa có uống nè. Hai lần gặp đó là bắt đầu là thật sự là cũng chưa có tình cảm gì nhiều. Đầu cũng chưa có tình cảm gì nhiều, nhưng mà có cảm giác là biết anh Quang là cũng thích mình rồi. Nhưng mà mình cũng đã có cái tình cảm rồi, nhưng mà cũng chưa có suy nghĩ nhiều tại vì rất là sợ quen. Rồi á, bắt đầu cái một cái lần mình quyết định là cái người này phải thuộc về mình là lần gặp thứ ba. Cái lần gặp thứ ba đó là anh Quang ảnh nhận một cái show ở Đồng Tháp, mà đặc biệt là cũng khá là gần ở nhà của em.
Thì khi mà nhận cái show ở Đồng Tháp đó thì mà cái chủ yếu là nếu anh Quang nhận cái show đó là anh xuống, chứ là chủ yếu là anh xuống chứ vì em chứ không phải là vì cái show nữa. Đó, anh gì anh? Cô chú ơi, con ấy rồi. Con ấy rồi. Rồi cho cha thay tả cho mọi mũi cho thay tả nha, kể chuyện nghe. Ừ, cho thay tả nha. 4 giờ anh chạy xuống, đó là 6 giờ mấy anh quay rồi. 7 giờ mấy anh quay dưới là đó. Anh quay tới 7 giờ 6 giờ mấy luôn mới xong. Mà rồi anh chạy tới nhà đoàn là 8 giờ mấy. Đây cái khăn giấy ướt. Trời ơi, con ỉ à mấy cô ơi. Khăn giấy tụi em để ra ham mắt cho nó nóng cho con, để em khi mà chùi mông á nó không có lạnh. Làm đi chơi thay quần nha. Thay tả chứ anh. Thì cái lúc vô nhà thì em với nói chung là anh Quang là xuống là lịch sự. Có nghĩa là mình cảm giác ở đây là một người nghệ sĩ, mà đây là người nghệ sĩ có tên tuổi nữa, mà xuống với nhà mình cảm giác như là thân thuộc trong một gia đình rất là bình dân, rất là giản dị. Rồi cái sau đêm đó thì anh Quang có ở lại nhà với đoàn, thì lúc đó là hai đứa ngủ chung thì không có vấn đề gì hết nhé. Hai đứa ngủ chung thì sáng 5 giờ sáng anh Quang phải thức dậy, anh Quang đi quay tiếp. Và 5 giờ sáng vừa đi ra, câu đầu tiên mẹ đoàn nói là cưng quá. Mẹ của đoàn á nói anh Quang là cưng quá, cưng thấy sợ luôn vậy đó. Anh nhớ không? Anh nhớ câu đó không? Đó là cái anh này, là tại vì thường thường nghệ sĩ đi quay là phải có make up ở trong phòng mình, ổng ngại không làm. Ổng đi ra ngoài xe, ổng mở cửa xong cái ổng make up để ổng đi quay á mấy chị, xong cái ổng giọt đi. Thì tự nhiên lúc đó nó có một cái gì là cái người này mình phải yêu rồi, mình phải sống với người này rồi, người này phải thuộc của mình rồi. Rồi anh Quang đi quay xong, chiều lại anh Quang quay ngược về nhà của đoàn. Và lúc đó đoàn đi lên chung với anh Quang lên Sài Gòn. Lúc đó mà những khán giả hay là những mấy chị mà có theo dõi tụi em là còn nhớ là trên cái đoạn đường cao tốc tụi em livestream từ Đồng Tháp mà tụi em livestream tới cao tốc mà tới gần tới Sài Gòn luôn, là đi về tới Sài Gòn biết đó là 2-3 giờ sáng anh hả? Là lúc đó về tới 2-3 giờ sáng. Mà lúc đó là không cho em về nhà, để em ở bên chung cư, ở bên chị Vĩnh Thiên Kim, là chở em bên chung cư đó, từ ở dưới Đồng Tháp quay mà chở em lên Sài Gòn mà không chở em về nhà, vẫn để bên kia. Thì lúc đó là em cũng có đặt ra một cái nghi vấn nha, tại vì mấy chị nghĩ đi, tại vì sao mà cái anh này anh không có chở về nhà, mà đặc biệt là mình có hỏi là anh ở riêng hay ở với ba mẹ. Thì ở với ba mẹ thì mình còn ngại đi, còn ở có nhà riêng thì làm sao mà không chở mình về. Lúc đó mình đặt ra rất là nhiều nghi vấn, nhưng mình để coi sao. Thì ở bên tối em livestream thì anh qua bên chị bên kia, anh livestream chung với em ăn uống xong rồi anh về xong tối anh qua ăn uống livestream với em xong rồi anh về. Bắt đầu á mấy chị, vô cuộc biết vụ gì không, cũng như là chả ở mình, người chả đi quay à, đi quay suốt rồi á, nhiều khi á mấy chị biết cỡ đâu có ai dọn dẹp, thì nhà cửa nó hơi bề bộn một chút xíu. Nói chung là ai cũng vậy, do bản thân đoàn mà đoàn ở trong cái phòng mình cũng bề bộn nữa, cái phòng mình cũng bề bộn đó mấy chị. Thì tại vì hiện chả chưa có dọn nhà sạch sẽ, đó là cái câu trả lời, chả chưa dọn nhà sạch sẽ. Thì khi mà dọn nhà sạch sẽ xong mới chở em về. Lúc đó ha, đi qua đây phòng ốc này kia tươm tắt ha, rồi chưng bông chưng hoa rồi hả, xong phòng cho nó thơm này kia đồ rất là nhiều mọi thứ. Sau đêm đó là mình cảm giác rồi yêu rồi, giống như là tự nhiên nó thành gia đình rồi đó. Lúc đó là mình yêu nào không hay anh không? Cái bắt đầu hai đứa trên xe thì lúc đó là anh Quang mới kêu đoàn điện về cho mẹ, là mẹ của đoàn á. Anh Quang là người xin phép mẹ, anh Quang điện lại nói là dạ bác ơi, bác cho phép con gọi bác bằng mẹ nghe. Đầu tiên là anh nói gì đúng không? Bác cho phép con gọi bác bằng mẹ nha. Thì mẹ nói ủa thì gọi mẹ thì được cũng có gì đâu, gọi mẹ vui mà tốt mà có gì đâu con. Rồi cái dạ vậy mẹ cho con với Út Thanh quen nhau nghe. Ông cũng ngang nghe. Vậy mẹ cho con với Út Thanh hai đứa con quen nhau nghe. Thì thì mẹ đầu nói là thì quen có gì đâu, thì quan trọng là hai đứa con thôi, chứ mẹ với ba sao cũng được. Vô khúc mấy chị, vô một khúc luôn.
đó. Vừa khúc gì thật sự là không biết sao mình nghĩ cái này là thật sự mình không biết sao mình nghĩ là người này chắc là có lẽ cái duyên với chị, cái duyên xong mình phải nghĩ là mình phải quen lâu dài. Lâu dài, nhưng mà đối với em lâu dài thì tất cả mọi thứ là mình phải có phụ huynh. Phụ huynh thì cái gì em cũng thật lắm, em phải trình báo với phụ cho mình, trình bày và xin phép đàng hoàng. Sẵn video clip này em muốn hỏi anh Quang một câu. Gì? Đến bây giờ em chưa hỏi nha. Theo như em biết và kể cả chị Hồ Bích Trâm, mọi người cũng biết đó, chị Hồ Bích Trâm là quá thân với anh Quang rồi. Kể cả anh Quang, những cái mối tình của anh Quang lúc trước chị Trâm cũng không hề biết đúng không? Hầu như là không ai biết hồi xưa anh Quang quen ai hết, mặc dù ổng cũng có mấy mối tình như em vậy đó, không biết ổng quen ai hết. Và kể cả ba mẹ cũng không biết luôn. Mà không biết sao mà lý do gì, em hỏi nè, lý do gì mà anh khi mà tự nhiên, mà vấn đề là em với anh Quang đâu phải là tuy là biết nhau mấy năm nhưng mà đâu có nói chuyện, mà đâu phải là đang yêu nhau là một năm hai năm rồi đâu, cũng mới có mấy lần, ba lần gặp thôi. Mà động lực gì mà anh Quang là người đầu tiên điện về cho mẹ, nói với mẹ là quen đoạn, có nghĩa là mẹ anh Quang nói với mẹ anh Quang á là là quen đoạn luôn. Động lực gì anh? Chắc là cái thời điểm đến đó mấy chị. Tất cả mọi thứ người ta nói là cái duyên, cái số, nhưng mà quan trọng nhất là thời điểm, đúng thời điểm. Lúc đó mới ngủ dậy mới có 6 giờ sáng. Ở dưới quê mà có chị mới có 5-6 giờ sáng à. Là ở dưới quê là lúc đó là đang ở dưới nhà đoàn á. Đang ở dưới nhà đoàn. Là em chạy, không biết tại sao, không hiểu luôn, không hiểu lý do. Cái đó em không giải thích được, quan không giải thích được. Ra tự nhiên gọi điện cho má nói luôn. Nói luôn là gì vậy luôn. Rồi đó là con quen vậy luôn. Cái đó em không biết, không giải thích được. Chị nói là em chắc là thời điểm và em, cái đó là cái duyên rồi. Em cũng có cảm xúc lắm, tự nhiên em còn thật sự là đến vì em còn vẫn nhớ cái cảm giác lúc đó. Là tự nhiên ở dưới quê 6 giờ sáng anh Quang anh dậy rồi. Anh dậy xong cái anh cầm điện thoại đi te, anh đi qua và anh cậu kia. Cái anh đi te vô anh nói là anh mới điện cho má anh nói rồi. Anh nói là hai đứa mình quen nhau gì đó. Rồi má còn hỏi, má hỏi anh đó là cái em hỏi là ủa rồi má nói là sao. Rồi cái má hỏi là ủa gì ở dưới nhà dưới thì sao. Là ý là mẹ má hỏi là dưới nhà của đoàn có dễ hay không, có chấp nhận hay không vậy đó, đúng không anh? Ừ. Đó thì anh Quang nói là dưới nhà đây bình thường hết trơn, ai cũng biết trơn á. Mọi người thấy không, cái sự mà đoàn với anh Quang không có nghĩ là trong một thời gian ngắn mà tự nhiên hai đứa mình thành một cái gia đình. Mà trong một thời gian ngắn mà anh Quang dám mở lời xin phép mẹ của đoàn để được quen, dám mở lời để nói với mẹ là đang hai đứa đang quen nhau luôn. Mà vấn đề ở đây là phụ huynh rất là tuyệt vời. Đúng rồi. Không có cái gì mà từ chối hay không có gì hết trơn. Mà chưa bao giờ mà phụ huynh gặp mặt đoàn hay là đoàn gặp mặt ba mẹ hay là hai ba mẹ gặp mặt nhau mà ngại gì hết. Như một gia đình. Dạ, ba nè. Con trai ơi, ba ngủ ngon. Cái niềm vui là vậy thôi, bây giờ là như vậy nè mấy chị. Không, em chắc chắn là mấy chị là đều đã trải qua hết rồi, nhưng mà tụi em thì lần đầu tiên, nhưng mà cảm thấy là rất là hạnh phúc về cái điều này. Tuy là buổi tối là phải thức nguyên đêm. Em thức tới sáng luôn. Tới sáng để chăm. Gia đình thoải mái với nhau hết trơn rồi. Mà cái điều quan trọng nhất là cả nhà biết gì không? Đến bây giờ nhiều khi em không biết anh Quang có suy nghĩ hay không thì không biết. Nhưng mà em nghĩ gì nè. Cái đầu tiên á là anh Quang là một nghệ sĩ. Mình nói gì cho chắc chắn vậy là nghệ sĩ. Thì cái vấn đề mà cơm ao sẽ là một cái vấn đề rất là khó khăn. Và cái điều thứ hai nữa mà công khai rất rõ ràng trên mạng xã hội luôn. Rồi bản thân em được mọi người biết đến rất là nhiều. Đương nhiên là sẽ có những cái ý kiến trái chiều, nhưng mà em nghĩ là cái tình yêu á nó thúc đẩy cho mình không có nghĩ những cái điều đó. Những cái thị phi đó, những cái lời ra tiếng vào đó nó không còn là gì nữa hết. Nó chỉ còn lại là miễn mình vui, mình giống như là đến cái thời điểm đó mình phải bắt đầu được gọi là sống thật với cái bản thân của mình mà sống được thoải mái nhất á. Rồi song song đó rồi cái không biết làm sao mà hai đứa yêu nhau rồi bắt đầu quyết định là phải cố gắng làm thật nhiều, rồi quyết định là phải có được ca ca và muội muội. Thì có nhiều anh chị hỏi rất là nhiều về cái vấn đề mà tại sao ca ca muội muội như thế này. Thì mọi người biết là cái thời buổi này thì Đồng cũng chia sẻ với mọi người là cái khoa học
đã lên được gọi là, khi mình nói cho đúng vui là sắp lên tới cung Trăng rồi, thì Đoàn nghĩ là ai cũng sẽ biết hết. Còn nhiều khi mọi người không biết, mọi người chỉ cần tìm hiểu là mọi người, ví dụ mình hỏi chị Google là mọi người biết thôi, chứ có những cái mà Đoàn cũng không có thể nào mà chia sẻ hết 100% được. Dạ, thì Đoàn nghĩ là mọi người sẽ biết. Bây giờ thì tất nhiên là xã hội tiên tiến rồi, cái khoa học nó phát triển rồi, nhưng mà không có gia đình thì cũng không bao giờ có được cái thành quả. Cái điều đó chắc em nói đến đó thì các chị hiểu. Phải có gia đình. Dạ, gia đình là người hỗ trợ rất là nhiều. Kaka Mùi Mùi ra, tại sao tụi em luôn luôn khẳng định Kaka Mùi Mùi có rất nhiều mẹ, có rất nhiều má. Tại vì các chị, tụi em được cái là tất cả mọi người trong gia đình tụi em là sự hy sinh của các chị rất là lớn. Người trong gia đình đó. Nên cái điều đó thì qua nói là cái mà thiếu thốn, mình nói là cái khuyết của mình, cái khuyết của mình trong xã hội đối với mọi người là khuyết, nhưng đối với gia đình mình nó là vuông đầy. Tại vì tất cả các chị trong gia đình đều vuông đắp lại cái khuyết đó. Thì và Kaka Mùi Mùi được ra đời trong sự tình yêu thương của tất cả các chị mà tụi quay bây giờ cho gọi là các má, gọi là các má luôn. Thì cái điều đó là điều hạnh phúc, kết hợp với lại cái sự tiên tiến của khoa học. Nên bây giờ thì cái ước mơ nhỏ nhỏ đó, nhỏ nhỏ vậy, như thực sự đây là vẫn là một là cái lớn với biết bao nhiêu người khác. Đó là một gia đình. Tới khúc này cái em đó, bị anh cùng đội da gà luôn. Nói tới lúc này cái em bị em thật sự với cả nhà là em bị nổi da gà hết. Hai đứa cứ nhìn nhau như thế này là thấy hạnh phúc rồi. Chứ con phải đi theo mình, tình thương của người cha dành cho con từ nhỏ, tình thương của người ba dành cho từ nhỏ như thế nào, để sau này ví dụ những cái hình ảnh này, thứ nhất được lưu giữ, thứ hai là con sau này con có thể nhìn thấy được nó, thì biết là dù cha mình như thế nào, có thiếu trong xã hội người ta nói như gì, nhưng mà hãy nhìn vô những gì cha tôi làm, những gì mà tôi đã trải qua, cái quá trình. Thì điều đó thì em nói là cái đó là cái mà con mình sẽ nhận thức được, và tất cả những đó tình thương thì con mình đã cảm nhận được. Với lại điều thứ hai nữa là em muốn là sống trong cái cảnh chăm con, để em sẽ cảm được nhiều hơn những ngày tháng của ba và mẹ em hồi nhỏ đã chăm sóc em. Thời điểm này thì cái điều kiện của mình nó thoải mái hơn rất là nhiều. Có thể là mình chăm nhưng mà mình vẫn đỡ cực hơn ngày xưa. Vẫn đỡ cực hơn ngày xưa rất là nhiều. Em muốn là mình phải chăm sóc để mình cảm nhận được, mình biết được cái cảm giác, và biết được cái cảm xúc, và biết được cái sự cực nhọc của mẹ mình ngày xưa đã cho mình như thế nào để nuôi lớn mình được như ngày hôm nay. Và hôm nay mình đã lên được cái chức ba và cha rồi, thì mình muốn là mình phải là người tận tay chăm sóc hai đứa con của mình. Cực nhưng vui, cực như hạnh phúc, em sẽ cực. Cho nên là như vậy là đã quá trọn vẹn rồi. Thôi tới đây thôi, để em cho con hai con uống, với lại tụi em đi dọn dẹp phòng chút xíu, tầm tắt quét dọn này kia rồi lại cho con đó. Tại vì mình có con thì ngày nào mình cũng phải vệ sinh phòng, khử khuẩn hết tất cả mọi thứ. Nói chung là đối với tụi em thì những cái gì tốt nhất cho con thì tụi em sẽ dành hết. Và cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi cái câu chuyện ngày hôm nay của hai đứa em. Và mọi người biết rồi đó, sau tất cả thì nói chung em là người đĩa anh này trước, rồi sau này cái anh này cũng đĩa em, thì đĩa qua đĩa lại, đĩa bây giờ thì hai đứa yêu nhau và thành một gia đình trọn vẹn, tổ ấm hạnh phúc. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà. Kaka Mùi Mùi bye bye cả nhà. Bye bye các cô chú, mọi người đã thương yêu tụi con.